cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ có hệ lụy nếu Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine, song ông chưa chắc về viễn cảnh này. Tôi nghĩ điều đó sẽ dẫn đến hậu quả, nhưng chúng ta đang ở giai đoạn cần tuyên bố rõ ràng rằng nó không nên xảy ra và tôi tương đối lạc quan về việc chúng ta sẽ thành công với yêu cầu của mình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần xem xét tình hình và phải rất rất thận trọng. Thủ tướng Scholz ngày 5 tháng 3 trả lời phỏng vấn kênh CNN khi được hỏi về khả năng áp lệnh trừng phạt Trung Quốc nếu nước này viện trợ vũ khí cho Nga. Dù vậy, ông không nêu cụ thể hậu quả sẽ là gì. Đức có nền kinh tế lớn nhất châu Âu và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong những năm gần đây. Cũng trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ, Thủ tướng Scholz đã được hỏi rằng ông có nhận được bằng chứng cụ thể từ Mỹ về việc Trung Quốc đang cân nhắc chuyển giao vũ khí cho Nga hay không và liệu ông ủng hộ các lệnh trừng phạt Bắc Kinh không nếu họ hỗ trợ hỏa lực cho Ukraine. Tất cả chúng ta đều đã nhất trí không được chuyển giao vũ khí và chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố họ sẽ không chuyển giao bất cứ thứ gì. Thủ tướng Đức trả lời, đây là điều chúng tôi đã yêu cầu và sẽ theo dõi nó. Ông không phản hồi câu hỏi liên quan đến các lệnh trừng phạt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong khi đó vẫn cho hay, vẫn chưa có bằng chứng Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga và chúng tôi sẽ giám sát việc này mỗi ngày. Bà nhấn mạnh, liệu Liên minh châu Âu có trừng phạt Trung Quốc vì viện trợ quân sự cho Nga hay không là một câu hỏi giả định chỉ có thể được trả lời nếu nó trở thành hiện thực. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga, chỉ ra rằng Mỹ mới là bên cung cấp vũ khí nhiều nhất trong xung đột Ukraine. Trung Quốc đồng thời chỉ trích Mỹ đang mua nhọ Bắc Kinh và cảnh báo động thái này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Mỹ. Trung Warner cảnh báo nguy cơ vỡ chiến tuyến. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Warner cảnh báo chiến tuyến Nga có thể tan vỡ nếu lực lượng của ông thiếu đạn và phải rút khỏi Bakhmut. Nếu lực lượng Warner phải rút khỏi Bakhmut bây giờ, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ, tình hình sẽ không có lợi cho toàn bộ đơn vị quân đội đang bảo vệ lợi ích của Nga. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Nga Warner, nói trong video được đăng trên mạng xã hội hôm 5 tháng 3. Video được chia sẻ bởi tài khoản Warner ở Chechnya với hơn 625.000 lượt theo dõi trên Telegram thay vì kênh truyền thông chính thức của Prigozhin. Không rõ thời gian và địa điểm ghi hình, nhưng dường như ông chủ Warner khi đó đang ở trong một lô cốt gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn được công bố sau đó, lãnh đạo Warner cũng đề cập tình trạng thiếu đạn cho các tay súng tham chiến ở Bakhmut dù đã được quân đội hứa cung cấp từ tháng 2. Giấy tờ được ký ngày 22 tháng 2 và lệnh vận chuyển được đưa ra sau đó một hôm, nhưng phần lớn đạn dược vẫn chưa tới các đơn vị chiến đấu. Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân là rào cản về thủ tục hành chính thông thường hay là hành động phản quốc, ông Prigozhin cho hay. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên. Prigozhin hôm 3 tháng 3 thông báo họ đã bao vây gần như toàn bộ Bakhmut và quân đội Ukraine chỉ còn một tuyến đường để rút quân. Ông kêu gọi chính phủ Ukraine ra lệnh cho lực lượng cố thủ ở Bakhmut rút quân để bảo toàn mạng sống. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5 tháng 3 cho hay các lực lượng nước này đang tham gia trận chiến đau đớn và khó khăn ở Donbass, trong đó có Bakhmut. Ông nói rằng các binh sĩ Ukraine đã làm suy yếu, đẩy lùi nhiều đợt tấn công từ đối phương và bảo vệ thành công nhiều thành phố. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Các tay súng tập đoàn Wagner, vốn được tình báo phương Tây gọi là lính đánh thuê Nga, đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch tấn công Bakhmut. Sau khi Nga triển khai tới đây nhiều đơn vị dự bị, Wagner đạt một số bước tiến xung quanh vùng ngoại ô của thành phố và uy hiếp các tuyến tiếp tế của Ukraine. Trong quá trình tấn công Bakhmut, ông chủ Wagner đã một số lần thể hiện bất bình với các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc họ cố tình không cấp đạn cho các tay súng dưới quyền. Quân đội Nga sau đó tuyên bố vẫn tiếp tiến đạn cho Wagner. Ukraine tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay rút quân để chuẩn bị phản công. Kiev thừa nhận các binh lính trong thành phố Bakhmut hiện nay đã bị bao vây từ ba hướng bởi quân đội Nga và lực lượng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner. Có lẽ sẽ có sự đánh đổi giữa việc cam kết các nguồn lực thiết yếu để cầm cự ở Bakhmut và việc tiêu hao lực lượng vốn cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân, nhà phân tích quân sự Robin nhận định. Trận địa khốc liệt giành từng tuyến đường. Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ngày 4 tháng 2 ở Bakhmut, nơi đang diễn ra những cuộc giao tranh khốc liệt nhằm kiểm soát các tuyến đường huyết mạch cung cấp hậu cần cho những binh lính cố thủ trong thành phố. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận các binh lính trong thành phố hiện đã bị bao vây từ ba hướng bởi quân đội Nga và lực lượng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner. Trong bất kỳ kịch bản nào, cuộc giao tranh 7 tháng qua nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut, cuộc tấn công kéo dài lâu nhất của Nga kể từ khi phát động chiến dịch quân sự vào năm ngoái, đang được quyết định bởi việc giành giật từng con đường nông thôn chạy qua các sườn đồi và những ngôi làng nhỏ vào phía tây của thành phố. Một trong những con đường dẫn đến phía tây Bakhmut là Chashnya, con đường còn lại được mở sau khi Ukraine phản công dẫn đến phía tây nam của thị trấn Ivanovskaya. Ukraine đã thiết lập các vị trí phòng thủ ở các ngọn đồi dọc hai tuyến đường này. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng Nga khó có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine nếu giành được Bakhmut.
Nhưng nếu thành phố này thuộc quyền kiểm soát của Moscow, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Nga kiểm soát kể từ tháng 7 năm 2022. Trong 6 tháng qua, Bakhmut đã trở thành điểm nóng nhất trên mặt trận Donbass, nơi chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội giữa Ukraine với quân đội Nga và lực lượng Wagner. Với việc giành được thành phố Sumy vào tháng 1 năm 2023, cũng như áp đảo về pháo binh và lực lượng, Nga áp sát Bakhmut từ phía Nam và phía Bắc, cố gắng bao vây quân đội Ukraine ở bên trong. Trong thành phố này, giao tranh trên đường phố vẫn nổ ra khi cả hai bên cố thủ trong các tòa nhà và nhà máy bị bỏ trống. Quân đội Ukraine cho biết, trong một đánh giá về tình hình chiến trường ngày 4 tháng 3 rằng, Nga tiếp tục nỗ lực bao vây thành phố trong 24 giờ qua. Các lực lượng bảo vệ đã đẩy lùi một số cuộc tấn công, quân đội Ukraine cho hay, song hầu như không tiết lộ thông tin chi tiết. Cơ quan tình báo quân sự Anh thông báo ngày 4 tháng 3 rằng, hai cây cầu quan trọng trong thành phố Bakhmut đã bị phá hủy. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phân tích có trụ sở tại Mỹ cho rằng, quân đội Ukraine đã phá hủy các cây cầu, một dấu hiệu cho thấy họ có chuẩn bị xuất quân. Cây cầu bị phá hủy trên đường Chechnya sẽ hạn chế các tuyến đường của Nga để ra khỏi Bakhmut trong việc theo sát các lực lượng Ukraine xuất quân. Ukraine cố thủ ở Bakhmut hay xuất quân? Quân đội Ukraine nếu xuất quân có lẽ sẽ thực hiện trong âm thầm nhằm hạn chế thương vong. Các nhà phân tích quân sự cho hay lực lượng này có thể sẽ rút sang các khu vực phía tây thành phố và sử dụng sông Bakhmut như một phòng tuyến tự nhiên. Trong kịch bản tệ nhất, hàng nghìn binh lính Ukraine trong thành phố có thể bị bao vây, thiếu đạn dược và bị buộc phải đầu hàng. Một số nước phương Tây đang kêu gọi Kiev rút khỏi Bakhmut khi cho rằng nơi này không còn nhiều giá trị. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cố thủ bởi họ nhận định điều đó sẽ ngăn chặn Nga tiến vào các thành phố khác. Tướng Viktor Korenko, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine, đã thăm Bakhmut chỉ một ngày sau khi tư lệnh lực lượng bộ binh Ukraine đến thành phố này. Các chỉ huy của Ukraine cho biết họ sẽ tiếp tục cố thủ và làm suy giảm các lực lượng của Nga lớn nhất có thể. Tướng Korenko cho biết ông đã cố gắng giải quyết một số vấn đề cấp bách liên quan đến việc cung cấp hậu cần và tổ chức hoạt động của các đơn vị. Theo một số nhà phân tích, việc Ukraine rút quân có thể mang theo những hy vọng cho thành phố sau này khi mà Kiev nhận được các vũ khí hạng nặng mới từ phương Tây, trong đó có xe tăng Leo Pat 2 của Đức. Trong khi đó, binh lính ở Bakhmut có thể sẽ được chuyển hướng sang thực hiện cuộc phản công trong tương lai. Có lẽ sẽ có sự đánh đổi giữa việc cam kết các nguồn lực thiết yếu để cầm cự ở Bakhmut và việc tiêu hao lực lượng vốn cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân. Nhà phân tích quân sự Robby thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho hay, hiện nay các cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt để giành quyền kiểm soát các con đường vào thành phố. Với Nga, việc giành được Bakhmut sẽ mở ra những con đường tới khu vực phía Tây. Dù vậy, sự bối cảnh Ukraine thiết lập nhiều lớp phòng thủ ở Donbass với những hào chiến dài cách qua các cánh đồng tới tiền tuyến hiện tại, một số nhà phân tích nhận định, ngay cả khi Nga giành được Bakhmut, cục diện cuộc xung đột tiêu hao này có thể chỉ dịch chuyển một vài km về phía Tây. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nói Mỹ ép châu Âu tài trợ cho Ukraine. Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Washington tiếp tục cho thấy nguyên tắc chính trong chính sách của mình là sử dụng các quốc gia khác để đạt được lợi ích riêng. Mỹ đang cáo buộc các quốc gia châu Âu tài trợ chế độ Kiev với cái giá là hạnh phúc của chính công dân của họ. Nhưng hóa ra, Mỹ chỉ chịu chi phí thấp hơn nhiều so với những nước khác. Theo ông, Mỹ chỉ đứng thứ 12 về chi tiêu hỗ trợ Ukraine, chiếm 0,37% GDP. Đồng thời, Ba Lan chi 2,10% GDP. Tiếp theo là Estonia, Latvia, Cộng hòa Séc, Litva, Slovakia, Bulgaria, Malta, Naui, Romania và Cyprus. Ngoài ra, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu còn phải chịu thêm chi phí do các lệnh trừng phạt chống Nga, vốn đã giáng xuống nền kinh tế của họ như một chiếc boomerang. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho ngành năng lượng châu Âu lên tới 570 tỷ euro, cũng như tiêu tốn của nước 7,2% GDP. Ông Volodin kết luận rằng, bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, các nhà lãnh đạo EU đang hành động trái với lợi ích quốc gia và gây thiệt hại cho công dân châu Âu. Như Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh, Nga không tìm cách thúc đẩy cuộc xung đột Ukraine mà tìm cách chấm dứt nó. Nhưng các nước phương Tây liên tục nói về sự cần thiết phải tiếp tục chiến sự, tăng cường cung cấp vũ khí và huấn luyện các binh sĩ của lực lượng Ukraine trên lãnh thổ của họ. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điều gì tốt cho Ukraine và chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời cho biết các lô vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Nga cảnh báo sẽ nghiền nát vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra bình luận về gói hỗ trợ quân sự mới của Washington cho Kiev, rằng các vũ khí được cung cấp cho Ukraine sẽ bị xóa sổ, trong khi những nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga sẽ bị đập tan. Tất cả những nỗ lực của phương Tây nhằm gây ra sự thất bại chiến lược cho chúng tôi sẽ thất bại. Liên bang Nga tự tin thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của mình. Quân đội của chúng tôi đang bảo vệ đất nước trước một mối đe dọa chưa từng có, ngăn chặn những kẻ phát xít được nuôi dưỡng ở Ukraine bởi Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu, ông Antonov nói. Ông Antonov cũng cảnh báo mối đe dọa mà chính quyền Kiev gây ra sẽ bị đẩy lùi khỏi biên giới của chúng tôi ở khoảng cách cần thiết và tất cả vũ khí nước ngoài được chuyển cho Ukraine trên chiến trường sẽ bị nghiền nát và phá hủy. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng
việc cung cấp máy bay chiến đấu của NATO cho Ukraine và việc bảo trì chúng trên lãnh thổ của các nước trong liên minh này sẽ là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột với Nga. Ông Medvedev cũng thông báo, tất cả những người đã ra quyết định về việc cung cấp hoặc sửa chữa các thiết bị vũ khí này cùng với lính đánh thuê nước ngoài và các chuyên gia quân sự sẽ trở thành các mục tiêu quân sự hợp pháp. Trận chiến địa ngục Bakhmut, pháo kích ngày đêm, khắp nơi lửa cháy. Quân Ukraine ra sức giữ thành trì Bakhmut, ngay cả khi thành phố này không còn lợi gì, ngoài tên gọi sau các cuộc pháo kích dữ dội với lực lượng Nga nhiều tháng qua. Tại thành phố Bakhmut đang bị bao vây ở miền đông Ukraine, những tình nguyện viên phụ trách thu thập thi thể dân thường có nguy cơ cũng trở thành nạn nhân của lửa đạn. Mọi thứ tàn khốc tới nỗi, những người đến được Bakhmut trong tuần qua đều sử dụng một từ để mô tả những gì họ đã trải qua, là địa ngục. Thành phố Bakhmut gần như hoàn toàn bị quân đội Nga bao vây, bị tàn phá bởi tiếng súng và tiếng nổ liên tục trong những ngày gần đây, với khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ các tòa nhà cao tầng. Những con đường dẫn đến thành phố liên tục bị hỏa lực từ hai phía dội xuống và những tay súng bắn tỉa ở khắp nơi nã đạn. Có nhiều đồn đoán cho rằng lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui. Đối với các đội cứu hộ, việc tiếp cận thành phố này vì thế ngày càng trở nên nguy hiểm. Olha Danilova là nhân viên của tổ chức phi chính phủ Dobrynya của Ukraine, đã làm việc ở Bakhmut trong suốt hơn 7 tháng qua kể từ khi Nga bắt đầu tấn công, tìm cách kiểm soát thành phố. Danilova cho biết, chúng tôi đã không thể tiếp cận khu vực trung tâm thành phố trong những ngày gần đây. Điểm gần nhất chúng tôi có thể đến cách trung tâm thành phố 500m. Khung cảnh rất ồn ào, mọi thứ đang bị tấn công bằng súng cối, nên chúng tôi không thể tiếp cận khu trung tâm được. Lần gần nhất, chúng tôi chỉ cố gắng sơ tán dân thường từ dưới sông mà không thể đến gần. Theo Danilova, con đường chính mà họ từng sử dụng đang bị pháo kích liên tục. Ngày 27 tháng 2 là ngày tồi tệ nhất, đó là ngày địa ngục, đó là ngày khó khăn nhất kể từ khi chúng tôi làm việc ở đây. Một bức tường lửa, hai bức tường lửa, nó đến từ mọi phía và từ trên rụi xuống. Daniel Wick, một tài xế người Canada vừa là đồng nghiệp của Danilova cho biết thêm, nếu ai đó đi xuống đường chính, sẽ có người tìm cách sát hại họ. Tình hình cực kỳ khó khăn, có những tay súng bắn tỉa khắp đường phố ngắm bắn bất cứ ai, họ không quan tâm đó là ai. Wick cho hay, anh đã đi khắp thành phố và chứng kiến hầu hết nơi này đã bị tàn phá, lửa cháy ở khắp mọi nơi, duy chỉ còn lại thị trấn Donbass là gần như bình thường. Theo lời kể của Danilova và Wick, cũng như những tình nguyện viên khác đã chia sẻ với hãng tin Guardian, tình hình ở Bakhmut hiện giờ là bất khả kháng. Nhiều người lo sợ thành phố này có thể sớm bị quân đội Nga kiểm soát. Ngay cả giọng điệu ảm đạm cũng được nghe thấy ở đâu đó trong các bản cập nhật trên mạng xã hội của một số người bảo vệ kiên cường nhất của Bakhmut, bao gồm cả Matya, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái từng được ca ngợi vì những nỗ lực của ông. Tất cả những gì các bạn cần biết là kể từ ngày 1 tháng 3, Bakhmut vẫn đứng vững. Chúng ta đang trả giá cao nhất để phòng thủ cho thành phố. Việc bảo vệ thành phố cũng ngày càng khó khăn hơn, ông nói với vẻ mặt mệt mỏi. Ông cho biết, lực lượng Nga pháo kích suốt ngày đêm nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế cuối cùng dành cho thành phố.